Thời gian vừa qua, người dân sinh sống quanh Hồ Gươm cũng như nhiều tuyến phố khác trên địa bàn Hà Nội luôn trong cảnh ngủ không ngon giấc vì bị đánh thức bởi những tiếng gầm rú, tiếng còi xe, tiếng nẹp bô của các quái xế lúc nửa đêm. Qua nhiều ngày theo dõi, phóng viên Dân Trí đã ghi lại được những hình ảnh hàng chục quái xế thường xuyên tụ tập trong khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Các quái xế lựa chọn khung giờ này vì số người tham gia giao thông trên đường không còn nhiều. Quái xế thường chạy nhiều vòng quanh Hồ Gươm, sau đó đi sang các con phố khác theo một cung đường nhất định. Chúng chạy với tốc độ cực cao, gầm rú, hò hét, nẹp bô, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí còn bốc đầu xe, bất chấp nguy hiểm cho mình và những người tham gia giao thông. Phóng viên đã ghi lại được hình ảnh một quái xế đâm vào lề đường ở góc cua ngay cạnh đền Ngọc Sơn. Ngay sau khi bị ngã, mặc dù rất đau nhưng vẫn lên xe đi tiếp, nhanh chóng giải tán, né sự quan tâm của những người xung quanh. Trao đổi với phóng viên Dân Trí về việc này, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội cho biết. Thế còn cái việc mà đua xe trên địa bàn thành phố thì anh phải định với em là hiện nay là không có hiện tượng đua xe. Cũng có hôm thì nó vài chục xe sau khi nóng bức thì bắt đầu anh em biết khoảng trời 39-40 độ bắt đầu đi rong hàng ngang hàng dưới ra. Như thế là có trong thời gian qua, nhất là trong mùa hè nóng bức là có. Đấy, và hiện nay nó cũng nằm trong kế hoạch của Công an thành phố và Trung đoàn đang cho cao điểm này. Thì bọn anh vẫn đang tiếp tục triển khai và sẽ quyết liệt để làm sao mà không để cái hiện tượng đó tái diễn trên địa bàn Hà Nội nữa.